Đến lúc đó, coi như cầm tới tàng bảo đồ, hắn cũng chưa chắc có năng lực lại đi tầm bảo, rất có thể muốn vì người khác tố giá y. Diệp Thần nhìn thấy chung quanh lít nha lít nhít biển người, cũng không hoảng loạn, ngược lại bị khơi dậy đấu trí cùng huyết tính, cười nói, Chu trưởng môn, người muốn giết ta, vậy thì tới đi, nhìn một chút ta có phải hay không dễ giết như vậy. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần toàn thân linh khí nổ tung, thiên hỏa mệnh tinh nóng rực bùng cháy, từ từ theo trên đỉnh đầu hắn bay lên, treo trên cao chân trời, chiếu sáng toàn bộ vĩnh dạ khu bầu trời. Tại đây viên to lớn nóng rực thiên hỏa mệnh tinh chiếu rọi đến, toàn trường hết thảy xương dạ phái đệ tử, tất cả đều thất sắc, không ít người nội tâm hoảng hốt, binh khí trong tay loảng xoảng rớt xuống đất. Thấy viên này to lớn thiên hỏa tinh thần, Chu Chính Hùng vẻ mặt cũng là biến, phảng phất thấy hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng rất nhiều đệ tử, đều muốn bị thiên hỏa đốt thành cho bụi. Chung quanh vây quanh Diệp Thần rất nhiều xương dạ phái các đệ tử, cũng không dám tùy tiện động thủ. Bọn hắn tuy biết phe mình nhiều người, không để ý đại giới cùng nhau tiến lên, Diệp Thần chưa hẳn có thể ngăn trở, nhưng coi như có thể giết chết Diệp Thần, bọn hắn tuyệt đối cũng phải bỏ ra thảm trọng thương vong, không có người nào muốn chết. Huống chi bọn hắn cùng Diệp Thần ở giữa, không oán không cừu, vì tranh đoạt một khối tàng bảo đồ mảnh vỡ, trả giá như thế giá cao thảm trọng, bây giờ không có tất yếu. Dù sao cho dù có hoàn chỉnh tàng bảo đồ, có thể hay không cầm tới tinh không đạo thư, vẫn là không thể biết được. Có xương dạ phái trưởng lão kêu lên, trưởng môn, luân hồi chi chủ nhất thế hào kiệt, nghĩ muốn giết hắn, chỉ có trước chân áp phong tỏa hắn khí vận. Chu Chính Hùng tầm mắt chớp động, nghĩ thầm đúng là như thế, lúc này tay trái bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm quát. Xiềng xích khắp huyết rùa, đại đạo phong tỏa. Một đạo huyết quang. Theo Chu Chính Hùng trong tay bộc phát ra, hướng về Diệp Thần trực bắn đi. Ngươi dám! Trang Vô Đạo hét lớn một tiếng, không để ý đau xót, rút kiếm tiến lên, muốn ngăn cản Chu Chính Hùng. Nhưng Chu Chính Hùng một tay thi chú, một tay cầm kiếm cùng hắn Chu Toàn, hai không chậm trễ, ở địa mạch ra chỉ dưới, hắn hành động như nước chảy trôi chảy. Diệp Thần mắt thấy Chu Chính Hùng chú thuật huyết quang kéo tới, thi triển cửu u quỷ múa thân pháp tránh đi. Nhưng này chú thuật huyết quang, bắn rơi trên mặt đất về sau, liền trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu tràn ngập mà ra, từ trong đó sản sinh ra quỷ dị năng lượng, tránh cũng không thể tránh. Răng rắc, chỉ một thoáng, Diệp Thần trên thân, xuất hiện từng đạo huyết sắc xiềng xích, tay chân đều bị giam cầm ở. Này chút huyết sắc xiềng xích, là xiềng xích khắp huyết rủa chú thuật áp chế, vô cùng xảo trá, có thể hạn chế cơ thể người động tác, linh khí, khí vận các loại. Phóng nhãn toàn bộ hoàng đồ tinh, nắm giữ xiềng xích khắp huyết rủa thế lực, chỉ có hai cái, ngoại trừ hoàng đồ hồn cung bên ngoài, liền là xương dạ phái. Chu Chính Hùng làm xương dạ phái trưởng môn, hắn xiềng xích khắp huyết rủa tu vi, tự nhiên cũng là 10 điểm cường hãn. Diệp Thần sầm mặt lại, nhìn xem trên người xiềng xích, tế ra quang minh chi tâm, nếm thử hóa giải, nhưng Chu Chính Hùng áp chế thủ đoạn, 10 điểm cường hãn, hắn bày ra xiềng xích áp chế. Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá. Cơ hội tốt, luân hồi chi chủ bị phong tỏa. Mau giết hắn. Chém giết luân hồi, đây chính là kinh thế công tích. Xương dạ phái rất nhiều tinh nhuệ cường giả, thấy Diệp Thần bị xiềng xích không cùng xiềng xích, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trở nên cuồng nhiệt, mà hậu nhân triều bạo động, ánh đao bóng kiếm, tới giết Diệp Thần. Diệp Thần khẽ cắn răng, đồng tử nhìn xem cái kia gào thét dâng trào mà đến biển người. Đột nhiên ở giữa phúc trí tâm linh, cùng trong cơ thể cửu thiên bàn long trụ, sinh ra mãnh liệt cộng minh. Cửu thiên bàn long trụ, buông xuống. Thiên yêu lão tổ, đáp lại ta đi. Diệp Thần trực tiếp tế ra cửu thiên bàn long trụ, cùng trong đó ẩn chứa thiên yêu còn sót lại ý chí, mãnh liệt câu thông cộng minh lấy. Oanh long long. Một cỗ kinh thiên yêu sát khí, từ cửu thiên bàn long trụ bên trên bộc phát ra, phóng lên tận trời. Ngay ngắn cửu thiên bàn long trụ, lập tức hóa thành ngàn trượng khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, phía trên yêu khí cuồn cuộn, làm cho cán hóa thành yêu dị đen kịt, cả phiến thiên địa đều âm trầm xuống, cuồn cuộn yêu khí bao phủ thương khung, liền Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, tại lúc này cũng bị làm nổi bật được đỏ sậm. Cửu thiên bàn long trụ xuất hiện, làm cho toàn trường mắt người đồng tử co vào, phảng phất thấy được một cây kình thiên chi trụ, cuồng bạo yêu khí năng lượng, làm cho hết thảy người chấn động theo. Đây là thiên yêu lão tổ còn sót lại ý chí, giờ phút này bộc phát ra, uy thế chi mãnh liệt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều xông về phía Diệp Thần võ giả,
đều bị một cỗ cường đại khí tràng, mạnh mẽ đẩy lui. Răng rắc, Diệp Thần trên người xiềng xích giam cầm, cũng là trong nháy mắt toàn bộ bạo liệt, hoàn toàn ngăn không được Thiên Yêu Lão Tổ ý chí trùng kích. Cái gì? Tiểu tử này, là Thiên Yêu Lão Tổ người nào? Chu Chính Hùng thấy cảnh này, lập tức hoảng hốt, thấy Diệp Thần cùng Thiên Yêu Lão Tổ ở giữa, tồn tại đặc thù nào đó sâu xa cộng minh, thậm chí Diệp Thần có khả năng mượn dùng Thiên Yêu Lão Tổ lực lượng. Ong ong, biến. Càng đáng sợ một màn xuất hiện, Chu Chính Hùng trong tay chín tịch diệt thần mâu, phảng phất nhận tác động, muốn hướng Diệp Thần phi đi. Này chín tịch diệt thần mâu, cũng là cổ lão yêu tổ thần khí, xuất từ huyền yêu, cùng thiên yêu cũng có quan hệ mật thiết. Cửu thiên bàn long trụ yêu khí bùng nổ, hóa thành cao ngàn trượng kình thiên chi trụ, đúng là muốn tác động chín tịch diệt thần mâu. Chu Chính Hùng gắt gao bắt lấy thân mâu, mới không có nhường thanh trường mâu này, rời tay bay ra đi. Nhưng ở thiên trong chính điện, ban đầu trưng bày Tuyết Hiên thần đăng cùng siêu thiên bảng hiệu, này hai kiện yêu tổ thần khí, không người khống chế, giờ phút này nhận tác động, liền hóa thành kim quang, bay đến Diệp Thần bên người, sau đó liền hóa thành lưu quang, trốn vào Diệp Thần trong cơ thể. Pháp bảo của ta, Chu Chính Hùng thần sắc đại biến, ngũ quan vặn vẹo, này Tuyết Hiên thần đăng cùng siêu thiên bảng hiệu, đều là yêu tổ thần khí, giá trị chân quý, hắn liền đấu giá đều không nỡ bỏ xuất ra đi đấu giá, muốn lưu lại dùng tới hối đoái thần quy bảo đồ mảnh vỡ. Hiện tại này hai kiện thần khí chân bảo, thế mà chịu Diệp Thần tác động, trực tiếp rơi xuống Diệp Thần trong tay, hắn tất nhiên là vô cùng chấn động. Nhanh làm thịt tiểu tử này. Chu Chính Hùng thịnh nộ dị thường, hướng về phía Xương Dạ phái vô số cường giả quát. Sơn môn chung quanh quảng trường, Xương Dạ phái vô số cường giả, nhìn thấy Diệp Thần toàn thân yêu khí bùng nổ, cùng cái kia cao ngàn trượng to lớn ma trụ cộng minh, bọn hắn cũng hoảng rồi, e sợ cho Diệp Thần bừa bãi tàn phá, lần nữa gào thét mà ra, lít nha lít nhít biển người như nước, muốn đem Diệp Thần bao phủ. Thiên Yêu Lão Tổ, ban thưởng ta chúc phúc. Diệp Thần trong miệng niệm tụng, hô hoán Thiên Yêu Lão Tổ danh hiệu, hai tay hư ôm, đúng là mơ hồ ôm lấy cái kia to lớn cửu thiên bàn long trụ, sau đó hung hăng cuồng vung tới. Oanh long long, Diệp Thần vung mạnh vang chín tầng trời bàn long trụ, đáng sợ một màn liền xuất hiện, cuồng bạo uy mãnh lực lượng, ép phá thời không, trong hư không xuất hiện từng cái khí lưu vòng xoáy, vô số linh khí điên cuồng tụ đến. Oanh, Diệp Thần dùng hoành tảo thiên quân đại khí thế, vung lấy cửu thiên bàn long trụ, một thoáng cuồng quét, liền đem chung quanh sông tới Xương Dạ phái cường giả, toàn bộ quét bay ra ngoài. Tại cửu thiên bàn long trụ khổng lồ cắn phụ trợ dưới, những cường giả kia đơn giản như con kiến hôi nhỏ bé, Diệp Thần luân động quét ngang qua, bẻ gãy nghiền nát, tiếng kêu rên liên hồi, không biết có nhiều ít cường giả, trong nháy mắt bị sống sờ sờ nện thành thịt vụn. Phanh phanh phanh, Xương Dạ phái rất nhiều kiến trúc, đình đài lầu các, tại cửu thiên bàn long trụ va chạm dưới, cũng cùng giấy yếu ớt, quét qua liền sụp đổ. Vừa mới vẫn là trật tự giành mạch, linh khí dư thừa sơn môn bảo địa, Diệp Thần một cây trụ quét ngang qua. Đại lượng kiến trúc liền đổ sụp thành phế tích, trong đó vô số sinh linh hóa thành mơ hồ máu thịt. Thiên chính điện trên nóc nhà Chu Chính Hùng, mắt thấy một màn này, triệt để choáng váng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cửu thiên bàn long trụ uy thế, cư nhiên như thế hung mãnh. Coi như là hắn, nếu như bị này cây cột quét chúng, sợ rằng cũng phải chết oan chết uổng. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần dĩ nhiên không có kích năng lực giết được hắn. Nhưng bây giờ Diệp Thần câu thông thiên yêu ý chí, cửu thiên bàn long trụ bên trong, còn sót lại thiên yêu ý chí lực lượng bùng nổ, yêu khí cuồn cuộn, che trời che không, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đại khủng bố, chỉnh cây cột đều bao phủ đen kịt ma khí, tiếng long ngâm nổ tung, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Diệp Thần lại vung mạnh chuyển một thoáng, lại là mảnh lớn mảnh nhỏ cường giả, như côn trùng cửu thiên bàn long trụ nghiền chết, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Đây là Thiên Yêu Lão Tổ pháp bảo, lại lợi hại đến tình trạng như thế, không biết Thiên Yêu Lão Tổ đỉnh phong thời điểm, thực lực cường hãn đến mức nào. Diệp Thần tâm bên trong mơ màng muôn vàn, máu nóng rung chuyển. Xem ra Thiên Yêu Lão Tổ lai lịch, còn có đỉnh phong thực lực, so hắn trong tưởng tượng, còn muốn thần bí rất nhiều. Toàn bộ Xương Dạ phái sơn môn kiến trúc, một tòa ngôi đại điện, cơ hồ đều muốn bị Diệp Thần dẹp tan. Ong ong. Chu Chính Hùng trong tay chín tịch diệt thần mâu, rốt cuộc không cầm nổi, bay vụt đến Diệp Thần trước người, hóa thành lưu quang,
cũng trốn vào diệp thần trong cơ thể. Đến tận đây, Xương Dạ phái chỗ chân tàng 4 kiện yêu tổ thần khí, toàn bộ rơi xuống diệp thần trong khống chế. Chu Chính Hùng mặt như cho tàn, hoàn toàn nói không ra lời, này tổn thất thật lớn, khiến cho hắn triệt để bối rối, cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến diệp thần thủ đoạn. Ha ha ha, Chu Chính Hùng, người dám cùng luân hồi chi chủ đấu, đây không phải muốn chết sao? Trang Vô Đạo ngửa mặt lên trời cười ha hả, rút kiếm rất đã đâm đi. Chu Chính Hùng đạo tâm uể oải, binh khí lại mất đi, mắt thấy Trang Vô Đạo trường kiếm đâm tới, đành phải chật vật lui về sau đi. Dừng một chút, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết đoán cực nhanh, đưa tay ngăn cản nói. Trang Tông Chủ, còn xin dừng tay. Sau đó, hắn trực tiếp bay rơi xuống đất, bịch một tiếng, liền hướng về Diệp Thần quỳ xuống, chán nản nói. Thật xin lỗi, luân hồi chi chủ, ta sai rồi. Mời ngươi giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta Xương Dạ phái. Diệp Thần nhìn xem quỳ trên mặt đất Chu Chính Hùng, lập tức sững sờ, đảo không nghĩ tới đối phương sẽ quỳ xuống nhận lầm. Một bên Trang Vô Đạo, nhịn không được cười ha ha, nói Chu Chính Hùng, ngươi quỳ đến cũng là rất nhanh, vừa mới không phải hết sức hung hăng càn quấy sao. Chu Chính Hùng cười khổ một tiếng, sau đó bình tĩnh lạnh nhạt nói cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta trước đây không biết luân hồi chi chủ lợi hại, bây giờ thấy được, tự nhiên kịp thời đổi sai về đang, như thế đại gia có lẽ còn có thể làm cái bằng hữu. Diệp Thần lập tức im lặng, này Chu Chính Hùng thật sự là kẻ già đời, có được giãn được, thấy đánh không lại liền lập tức cầu xin tha thứ. Kỳ thật Diệp Thần là dựa vào lấy thiên yêu lão tổ chúc phúc, mới hung mãnh như vậy, nếu như chiến đấu tiếp tục kéo dài, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lúc này Chu Chính Hùng chịu quỳ xuống nhận thua, Diệp Thần tâm bữa sau rộng, nói, như vậy Chu trưởng môn, là muốn đem tàng bảo đồ cho ta. Chu Chính Hùng vội vàng nói, tự nhiên, bất quá mong rằng luân hồi chi chủ, tìm được tinh không đạo thư về sau, có thể cho ta quan sát liếc mắt. Ta chỉ cần quan sát liếc mắt, cảm ngộ đạo tâm. Mặt khác tinh không đạo thư bảo tàng chỗ, chắc chắn còn có mặt khác chân bảo, còn mời luân hồi chi chủ đến lúc đó, cũng có thể điểm ta một bộ phận. Chu Chính Hùng mặc dù quỳ xuống cúi đầu, nhưng cũng không phải là bỏ qua hết thảy, hắn cũng muốn cướp lấy nhất định lợi ích. Diệp Thần tầm mắt chớp động, lo nghĩ, nói có khả năng, ta chỉ cần tinh không đạo thư, mặt khác bảo tàng, toàn bộ cho ngươi cũng không quan trọng. Bình thường bảo tàng, đã không vào được Diệp Thần pháp nhãn, hắn chỉ để ý tinh không đạo thư. Chỉ cần có thể cầm tới tinh không đạo thư, mặt khác hết thảy đều có thể thương lượng. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần lại cảm thấy đến, cái kia tinh không đạo thư bảo tàng chỗ, rất có thể cũng thích hợp vì luân hồi sách đúc cơ. Chu Chính Hùng mừng rỡ, nói, luân hồi chi chủ quả thật sảng khoái, vậy chúng ta hợp lại sóng vai, mau sớm tìm được bảo tàng là được. Nói xong, hắn đem đầu tay bên trên nắm giữ hai khối tàng bảo đồ mảnh vỡ, hai tay dâng lên. Diệp Thần gật gật đầu, nhận lấy mảnh vỡ, lại đem Vu Mạch Vãn trong tay mảnh vỡ, cầm tới. Bất quá nhiều người ở đây nhãn tạp, tự nhiên không tiện bại lộ. Diệp Thần liền cùng Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, Vu Mạch Vãn đám người, trở lại Sơn Môn Đại Điện trong nội điện, lui tả hữu, đem bốn mảnh vụn liều cùng tiến tới. Này bốn khối tàng bảo đồ mảnh vỡ, tiếp xúc đến cùng một chỗ về sau, liền tự động liều hợp lại, mà lại kín kẽ, cũng không phân biệt mở, phảng phất có một loại nào đó linh tính. Tàn đồ mảnh vỡ hoàn toàn hợp lại, hiện ra ở trước mắt mọi người. Là một bức vô cùng rõ ràng tàng bảo đồ, mà lại thần quang lưu động biến hóa, phân chia từng tầng, đem bảo tàng nội bộ tình cảnh, cũng hiện ra, ảo diệu vô tận. Này tinh không đạo thư, giấu ở một cái gọi hoàng đồ cổ lăng địa phương. Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn chăm chú tàng bảo đồ không ngừng biến ảo hình ảnh, lập tức liền bắt được bảo tàng tọa độ, đúng là tại sớm chiều đường, tại bị hoàng đồ kiếm quán thông phía dưới mặt đất, một chỗ cổ lão trong lăng mộ. Hoàng đồ cổ lăng, hẳn là hoàng đồ hồn cung viễn cổ cường giả kiến tạo địa phương, là cái kia viễn cổ cường giả chôn xương chỗ. Này chút cổ lão thiên cơ, hẳn là bị người tận lực chặt đứt, sớm đã phai mờ tại tuế nguyệt bụi trần bên trong, đã định trước như thế. Chu Chính Hùng thấy này hoàn chỉnh tàng bảo đồ, bấm ngón tay tính toán, lập tức nhìn thấy tuế nguyệt bụi trần phía dưới cổ lão thiên cơ, bắt được từng màn gần như hoang cổ hình ảnh. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Kỳ quái nói, tại sao phải chặt đứt thiên cơ? Chu Chính Hùng trầm giọng nói, hẳn là vị cường giả kia,
không muốn người ngoài lại tranh đoạt tinh không đạo thư, tờ kia tinh không đạo thư, tựa hồ là bị hắc ám ô nhiễm. Trang vô đạo nói ra, khó trách hoàng đồ hồn cung cái kia thần quy huyền thú nói, tinh không đạo thư là họa loạn cùng tội ác căn nguyên, mặc cho thanh khâu thiên nhạc khổ tâm bức bách, nó liền là không chịu lộ ra. Phu mạch vãn hỏi, nếu tinh không đạo thư đã bị hắc ám ô nhiễm, cái kia, chúng ta còn muốn đi tìm kiếm sao? Diệp thần nói, đi, tự nhiên muốn đi, mà lại đến cùng có hay không bị ô nhiễm, cái kia muốn tận mắt thấy lại nói. Tờ kia tinh không đạo thư, Diệp thần nhất định phải được, mặc kệ là bị ô nhiễm vẫn là cái gì, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Chu Chính Hùng nói, tàng bảo đồ khôi phục hoàn chỉnh, chúng ta cũng đã biết tinh không đạo thư hạ lạc, cái kia cái này thiên cơ, chẳng mấy chốc sẽ bộc lộ ra đi, rước lấy hoàng đồ hồn cung người ngấp nghé. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau sớm cướp được tinh không đạo thư, không thể để cho hoàng đồ hồn cung nhúng tay. Trang vô đạo cao mày nói, tinh không đạo thư chỗ trên mặt đất, hoàng đồ cổ lăng, ngay tại sớm chiều đường phía trên, chỉ cần chúng ta tiến vào sớm chiều đường, tất nhiên sẽ kinh động hoàng đồ hồn cung, lớn như vậy nhân quả, không có cách nào giấu giếm a. Chu Chính Hùng khoát khoát tay, nói thế thì chưa hẳn, luân hồi chi chủ. Người tựa hồ cùng thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tổ hữu duyên, có thể hoàn toàn thúc dục động đến bọn hắn lưu lại thần khí. Hắn nhớ tới vừa mới, Diệp thần chấp trưởng cửu thiên bàn long trụ, quét sạch tứ phương tràng diệt, vẫn là lòng còn sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, nói tiếp, tại cái kia tứ đại yêu tổ thần khí bên trong, tuyết hiên thần đang có đại diệu dùng, pháp bảo này có khả năng triệu hoán đăng thần, thực hiện hết thảy nguyện vọng. Tuy nói bây giờ tuyết hiên thần đăng, đã tổn hại. Không cách nào lại triệu hoán đăng thần, nhưng pháp bảo này bản thân, là có thể phóng xuất ra huyễn tuyết sương mù, chỉ cần ngươi thôi động pháp bảo, phóng thích huyễn tuyết sương mù, là có thể che đậy thiên cơ, coi như chúng ta bước vào hoàng đồ hồn cung địa bàn, cũng sẽ không khiến cho bọn hắn chú ý. Diệp thần ồ một tiếng, có chút kinh ngạc, liền chậm rãi lấy ra một cái thần bí dụng cụ, đó chính là tuyết hiên thần đăng. Tuyết hiên thần đăng phía trên nhìn như là từ tuyết thạch điêu khắc thành. Tản ra màu bạc trắng hoa lệ hào quang, như tuyết óng ánh sáng long lanh, tràn đầy khí tức thần bí. Như quan sát tỉ mỉ, thì sẽ phát hiện dạng này một đầu tuyết hiên thần đăng ngoại hình hết sức kỳ lạ, liền như là một đầu băng chim, thân thể trắng noãn trong suốt, phảng phất lại đột nhiên bay lượn bay ra, 10 điểm linh động. Đây chính là tứ đại yêu tổ bên trong, hoàng yêu lão tổ lưu lại pháp bảo, bên trong có hoàng yêu lão tổ còn sót lại ý chí khắc ấn. Này đạo ý chí khắc ấn. Xem như lá bài tẩy tồn tại, Diệp thần đương nhiên sẽ không tùy tiện xúc động, hắn phóng xuất ra một tia linh khí, cẩn thận từng ly từng tí quán chú đến tuyết hiên thần đăng bên trong. Linh khí quán chú trở ra, tuyết hiên thần đăng miệng bình bên trong, liền chậm rãi tràn ngập ra từng sợi khói mù, này chút khói mù như sương như tuyết, mang có sức mạnh thần bí, phảng phất có thể che lấp hết thảy. Diệp thần nhìn thoáng qua, liền có thể xác định, này chút khói mù, đích thật là có che đậy thiên cơ hiệu quả. Dựa vào này ngọn đèn tuyết hiên thần đăng, hoàn toàn chính xác có khả năng che đậy thiên cơ, ngăn cách hoàng đồ hồn cung nhìn trộm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hai cái canh giờ. Diệp thần thầm nói, đại khái thăm dò tuyết hiên thần đăng dùng pháp. Chu Chính Hùng nói, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, nhanh đi tầm bảo, thời gian kéo không được, nếu bị hoàng đồ hồn cung nhanh chân đến trước, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Diệp thần gật gật đầu, cũng biết tình thế khẩn cấp. Hiện tại liền cùng Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, Phu Mạch Vãn đám người, mang theo một nhóm tinh nhuệ cường giả xuất phát, đi tới Hoàng Đồ Cổ Lăng. Hoàng Đồ Cổ Lăng chỗ sớm chiều đường, mọi người cấp tốc đi đường, bỏ ra nhỏ nửa ngày thời gian về sau, chính là đi tới Hoàng Đồ Cổ Lăng chỗ trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh trống trải đại thảo nguyên, liếc mắt nhìn không thấy bờ, trống rỗng một mảnh, cũng không có thấy cái gì lăng mộ tồn tại. Bầu trời một nửa đen kịt. Một nửa là sáng sớm mặc lam, sớm chiều giao giới, gió mát quét đại thảo nguyên, phong cảnh 10 điểm tú lệ. Bất quá Diệp thần đoàn người, tự nhiên không có cái gì ngắm phong cảnh tâm tư. Nhanh dùng tuyết hiên thần đăng. Chu Chính Hùng quát, e sợ cho bại lộ mọi người khí tức, dẫn tới hoàng đồ hồn cung cường giả. Nếu như là tại cổ dạ chi đều trên địa bàn, hắn tự nhiên không sợ, nhưng nơi này là sớm chiều đường, là hoàng đồ hồn cung địa bàn, cần phải khắp nơi cẩn thận. Dù sao hoàng đồ hồn cung cung chủ thanh khâu thông thiên nhạc, chính là toàn bộ hoàng đồ tinh, một vị duy nhất thiên đế cường giả, mà lại là đỉnh cấp thiên đế,
đặt vào toàn bộ không không lúc nào trong không gian đi, sức chiến đấu cũng là có thể đưa thân 30 vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Nếu là Thanh Khâu Thiên Nhạc buông xuống, vậy thì phiền toái. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, tế ra Tuyết Hiên Thần Đăng, linh khí quán trú, từng sợi huyễn tuyết sương mù tuôn ra, hơn phân nửa thảo nguyên, lập tức bao phủ tại một trong màn sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy, hết thảy thiên cơ khí tức đều bị phong bế. Chu Chính Hùng thoáng an tâm, nói với Trang Vô Đạo, Trang Tông Chủ, cái kia hai người chúng ta hợp lại, trước phá vỡ huyễn tưởng pháp tắc, nhường hoàng đồ cổ lăng lối vào bảy biện ra đến, đây là cơ hội duy nhất. Chung quanh chỉ có một mảnh đại thảo nguyên, không nhìn thấy hoàng đồ cổ lăng bất cứ dấu vết gì. Theo tàng bảo đồ bên trên tin tức đến xem, hoàng đồ cổ lăng trên mặt đất, là không có bất kỳ cái gì cửa vào, cái kia lăng mộ phong bế nghiêm mật. Muốn tiến vào hoàng đồ cổ lăng, cần dựa vào truyền tống trận. Mà hoàng đồ cổ lăng truyền tống trận cửa vào, liền ẩn nấp tại huyễn tưởng không gian bên trong, trước hết phá vỡ huyễn tưởng bình chướng, mới có thể nhường cửa vào hiển hiện. Trang Vô Đạo gật gật đầu, hiện tại liền liên thủ với Chu Chính Hùng, đánh ra từng đạo linh quyết, nghiền ép hư không, chỉ nghe hư không răng rắc một hồi tiếng động, huyễn tưởng pháp tắc không ngừng phá toái. Hoàng đồ cổ lăng thần bí như vậy, cũng là bởi vì hắn truyền tống cửa vào, ẩn nấp tại huyễn tưởng trong không gian. Mỗi người huyễn tưởng đều là khác biệt, nếu như không có xác thực manh mối, khó mà ép phá người khác huyễn tưởng thế giới. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, hoàng đồ tinh đều không người có thể phát hiện tinh không đạo thư hạ lạc. Diệp Thần mấy người cũng là dựa vào lấy tàng bảo đồ, mới xác thực biết, hoàng đồ cổ lăng huyễn tưởng cửa vào bí mật. Oanh long long, tại Chu Chính Hùng cùng Trang Vô Đạo hợp lại nghiền ép dưới, huyễn tưởng pháp tắc phá toái, một cái rộng rãi hùng vĩ truyền tống trận. Theo huyễn tưởng trong không gian chậm rãi hiển hiện, biến thành chân thực tồn tại. Nhìn kỹ lại, cái truyền tống trận kia vô cùng hùng vĩ, chung quanh là từng sợi thông thiên thạch trụ khảm nạm tại mặt đất, cao lớn trên trụ đá tựa hồ có từng đạo phù văn thần bí, tản mát ra vô tận năng lượng ba động. Mỗi một cây cột đá ở giữa đều xen vào nhau tinh tế, phảng phất trên bầu trời tinh thần thâm thúy mà vừa thần bí, rõ ràng phác họa ra truyền tống trận biên giới. Thông thiên thạch trụ ngân quang lóng lánh, trên trụ đá khảm nạm bảo thạch ngũ thải ban lan, hào quang vạn trượng, càng là mỹ lệ. Nhìn thấy như thế hùng vĩ truyền tống trận, Diệp Thần, Trang Vô Đạo, Chu Chính Hùng đám người, đều rung động ngày xưa vị cường giả kia mạnh mẽ. Diệp Thần vô ý thức sờ lên cái kia thông thiên cột đá, lập tức một hồi kinh ngạc, đồng tử co vào, truyền tống trận này có hồn thiên đế khí tức. Cái gì? Nghe được hồn thiên đế tam chữ, Trang Vô Đạo cùng Chu Chính Hùng đều là chấn kinh. Diệp Thần cau mày nói, chẳng lẽ hồn thiên đế phục sinh qua? Điều đó không có khả năng, đoán chừng là viễn cổ vị kia chí cường, hắn là hồn thiên đế thành tín tín đồ, đạt được cái gì chúc phúc a? Như thế hùng vĩ truyền tống trận, bình thường thiên đế đều đánh chế, theo cái truyền tống trận này, cũng có thể thấy được hoàng đồ cổ lăng chủ nhân, thực lực nội tình thâm hậu bao nhiêu. Phu Mạch Vãn khẩn trương nói, luân hồi chi chủ, sao còn muốn đi tìm bảo sao? Diệp Thần lấy lại tinh thần, nói, vậy dĩ nhiên muốn đi, đều đến lúc này, không có lùi bước đạo lý, Long Đàm Hổ Huyệt đều muốn đi xông vào một lần. Các ngươi tại đây bên trong trông coi, ta một mình xuống tầm bảo, có tin tức gì, ta sẽ cùng các ngươi liên lạc. Hoàng đồ cổ lăng bên trong, có thật nhiều cơ quan ám khí bẫy dập, còn có từng con mạnh mẽ chiến giáp khôi lỗi, thậm chí là ngu giả khôi lỗi trấn thủ, còn có rất nhiều cấm chế sát trận, nếu là quá nhiều người đi vào. Xúc động cơ quan cấm chế, ngược lại vướng bận. Cho nên, Diệp Thần là kế hoạch chính mình một người xuống tầm bảo, nhưng Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo đám người, dẫn người thủ tại truyền tống lối vào, để phòng hoàng đồ hồn cung đột kích. Chỉ cần giữ vững cửa vào, người ngoài liền vào không được. Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, Vu Mạch Vãn đám người gật đầu, liền nghiêm mật trấn giữ lấy cửa hang. Ngoại trừ Chu Chính Hùng bên ngoài, Trang Vô Đạo Ma Vân Kiếm Tông, Phu Mạch Vãn Hỏa Lân Môn, đối hoàng đồ cổ lăng bên trong bảo tàng, cũng không đặc biệt hứng thú, bọn hắn ra tay giúp đỡ, là vì cùng Diệp Thần kết một thiện duyên, về sau có khả năng đạt được chiếu ứng. Diệp Thần đạp vào truyền tống trận, thân thể lóe lên, liền truyền tống rời đi. Một hồi mê muội qua đi, Diệp Thần cảm giác mình thân ở dưới mặt đất một góc nào đó, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có mỏng manh huỳnh quang lập lòe. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình thân ở một tòa thật to cổ lão trong lăng mộ, cửa mộ tinh mỹ mà hoa lệ,
mộ thể bên trên tràn đầy hoa văn màu cùng phù điêu, thế mà không có tuế nguyệt hư hại dấu vết. Diệp Thần theo cửa mộ đi vào, hẹp dài mộ đạo bên trong có đủ loại kỳ quái hài cốt cùng mộ điện, cột đá vần quanh phía dưới là từng dãy tủ bát cùng trưng bày đài, phía trên để đó đủ loại kim ngân ngọc khí, trân châu bảo thạch, cẩm tú long bào chờ chân quý cổ vật, đồ vật, quần áo. Những vật này đều là đặc thù pháp bảo, tuy nói dẫn không dậy nổi Diệp Thần hứng thú, nhưng đối Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, Phu Mạch Vãn đám người, có lẽ có dùng, hắn liền gió cuốn mây tan, đem con mắt chỗ nhìn thấy đồ vật, toàn bộ bỏ vào trong túi. Tinh Không Đạo Thư, là tại cái phương hướng này. Diệp Thần lấy ra tàng bảo đồ, so sánh một thoáng vị trí của mình, còn có Tinh Không Đạo Thư chỗ, đại khái xác định hướng đi, lúc này cất bước hướng về phía trước đi. Phần tàng bảo đồ này 10 điểm kỹ càng, ghi chép hoàng đồ cổ lăng nội bộ đủ loại bí mật, trước khi đến Tinh Không Đạo Thư mộ đạo bên trên, bố trí có loại loại cơ quan sát trận, 10 phần nguy hiểm, tàng bảo đồ thượng đô có đánh dấu ra tới, kỹ càng đến tựa hồ có chút quá mức. Kỳ quái, này tàng bảo đồ, tựa hồ kỹ càng đến có chút không hợp thói thường, nếu nắm chỗ có cơ quan sát trận đều đánh dấu ra tới, cái kia bố trí cơ quan ý nghĩa ở đâu? Diệp Thần khẽ cau mày, mơ hồ thấy không thích hợp, nghĩ nghiệm chứng hạ tàng bảo đồ là thật hay giả, nhanh chân đi đến phía trước mộ đạo trước. Dựa theo tàng bảo đồ bên trên miêu tả, đầu này mộ đạo tồn tại giết người cơ quan, Diệp Thần tùy tiện nhặt được một cục đá, ném ra ngoài. Lạch cạch, cục đá ném rơi xuống mộ đạo bên trong, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy mộ đạo hai bên vách tường, ào 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 nổ bắn ra từng sợi tên nỏ, sàn nhà cũng đảo chuyển tới, theo dưới nền đất phun ra độc hỏa, 10 điểm khủng bố. Quả nhiên có cơ quan. Diệp Thần líu lưỡi, xem ra tàng bảo đồ bên trên miêu tả không sai, này hoàng đồ cổ lăng bên trong, đích thật là khắp nơi hung hiểm. Theo Diệp Thần vị trí, đi đến Tinh Không Đạo Thư, còn có nhất đoạn dài đằng đẵng khoảng cách, trong đó cơ quan sát trận vô số, nếu như muốn xông vào lời, rõ ràng không thực tế. Vẫn là đường vòng đi thôi. Diệp Thần xem xét tỉ mỉ chạm đất cầu, theo chỗ của hắn, đi đến cất giữ Tinh Không Đạo Thư mộ thất, không nhất định phải đi đường thẳng, có thể theo bên cạnh sông ngầm dưới lòng đất bên trong chảy qua đi. Mặc dù lộ trình xa một chút, mà lại sông ngầm dưới lòng đất bên trong, cũng có thể có hung thú quái vật tồn tại, nhưng bất kể như thế nào, cũng nên so đối mặt đại lượng cơ quan sát trận cùng thủ hộ khôi lỗi muốn tốt, muốn dễ dàng nhiều. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền quyết định đường vòng, trực tiếp vòng qua mộ đạo, đi vào bên ngoài một đầu sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí đi tại sông ngầm dưới lòng đất bên trong, hoàn cảnh chung quanh dị thường âm u, khiến cho hắn thấy không rét mà run. Mộ đạo bên trong âm khí khiến cho hắn thấy đè nén, mà ở trong đó ẩm ướt cùng âm lãnh càng thêm khiến cho hắn thấy lo lắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 530.